Nhà vườn Oanh Trung kính chào các cô bác, các anh chị và các bạn ạ. Hôm nay nhà vườn em giới thiệu với cô bác, anh chị và các bạn xem kênh cây nho thân gỗ tứ quý sẵn trái ở vườn nhà em nhé. Em đang quay ở đây là cây nho thân gỗ tứ quý, cây choai. Cái lô này thì cây nào cũng có trái sẵn ạ. Cây gốc được tầm khoảng 2 phân 2 cm và cây trái sẵn từ gốc lên đến ngọn luôn nhé các bác nhé. Nho thân gỗ tứ quý là một loại nho thân gỗ mà ra quả quanh năm, lúc nào trên cây cũng có hoa và quả. Đặc biệt là cái nho thân gỗ tứ quý này thì hoa nó rất là thơm nhé các bác nhé. Hoa trắng tinh rất là thơm. Quả nho thân gỗ tứ quý thì ăn cũng cực kỳ là ngọt luôn. Cô bác anh chị và các bạn để chín kỹ thì ăn rất là ngọt. Còn nếu mà nó xanh xanh như thế này thì ăn nó vẫn chua ạ. Những cái cây cỡ này, cái nho này thì cái size tầm tầm này thì cây cỡ này cây nào cũng có quả sẵn nhé các bác nhé. Nho này em bán ở tại Hà Nội là 1 triệu một cây. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu mua trồng nho thân gỗ tứ quý này thì liên hệ trực tiếp số 0977 516 966 nhé. Cây này cao tầm 1m đến 1m1, 1m2. Và tất cả cây thì đều nuôi chậu sẵn nha các bác nhé. Cây thì đều nuôi chậu sẵn ạ. Nho này thì các bác về trồng là liên tục có quả luôn. Các bác cắt tỉa bớt những cái cành dăm cành nhỏ đi để cho cái tán cây của mình nó đẹp hơn ạ. Nho thân gỗ tứ quý và nho 12 vụ cũng như là nho kim cương thì nhà vườn em có rất nhiều cây lớn. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu mua cây lớn thì cũng liên hệ trực tiếp số 0977 516 966. Em sẽ gửi hình và video trực tiếp cho cô bác anh chị và các bạn xem để lựa chọn ạ. Còn nếu cô bác, anh chị và các bạn nào ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là ở gần Hà Nội thì mọi người có thể đến vườn tham quan và xem cây, cũng như là ăn thử trái nho thân gỗ ạ. Vườn nhà em thì rất nhiều. Có cả cái sai nhỏ này nha các bác nhé. Đây là nho thân gỗ tứ quý, cây lỡ. Cái cây này thì cao tầm khoảng 1m, tầm khoảng 80 phân đến 1m. Tuy nhiên là gốc nó còn nhỏ. Cây này em bán 200 ngàn một cây nha các bác nhé. Cái cây này nhà em bán 200 ngàn một cây. Nhà em có cả nho 12 vụ, nho kim cương và có các loại nho khác. Cô bác anh chị và các bạn có nhu cầu trồng nho thân gỗ loại nào thì cứ liên hệ trực tiếp số em nhé. Còn cái size lỡ lỡ ấy, còn cái size lỡ lỡ ấy thì như này thì cây nào cũng có quả sẵn ạ. Size lỡ chậu như thế này thì cây nào cũng có quả sẵn luôn nha các bác nhé. Đặc biệt là cái loại này thì ra hoa ra quả quanh năm và liên tục, lúc nào cũng size. Như cái cây này thì quả chín, quả xanh và hoa nụ rất là nhiều. Những cái cây liền chậu như thế này thì các bác về nếu mà mình trồng ra đất thì mình cắt bỏ cái chậu này đi, hoặc là các bác trồng sang cái chậu khác nhá. Tại vì cái chậu này thì nó cũng không đủ chất ăn đâu. Riêng đối với nho thân gỗ cây như thế này mà cái chậu nhà em như này thì nó không đủ chất ăn. Vì thế mà cô bác anh chị và các bạn nên thay cái chậu khác để đảm bảo đất cũng như là dinh dưỡng cho cây phát triển ạ. Và đây là nho 12 vụ nha các bác nhé. Cái cây nho 12 vụ này thì cao tầm khoảng 1m3 đến 1m5.
và cây nào cũng có hoa hoặc là quả. Thực ra cái lô này lúc mới về thì nhiều quả lắm luôn nha các bác nhé. À, tuy nhiên là về thì mình để một thời gian ấy nó cũng rụng, và bây giờ thì cây nó đang ổn định và đang bắt đầu nhú hoa. Có một số cây thì có sẵn quả luôn. Nhưng cây này các bác về trồng thì có quả ngay nha các bác nhé. Cây này mình về trồng thì có quả ngay ạ. Đây, những cây này thì có quả rồi này. Nó vẫn còn đang đậu sẵn quả lúc về, tại nó đang có hoa ấy. Bây giờ nó đang đậu sẵn luôn. À, rất là nhiều cây còn quả. Tuy nhiên là cái cây này mà nhà em ship thì đến tận nơi cho cô bác, anh chị và các bạn thì chắc là những cái quả này nó cũng rụng hoặc là nó cũng sẽ chín. Nhưng cây này mà cô bác, anh chị và các bạn về trồng thì nó sẽ có quả ngay ạ. Em xin phép được dừng video tại đây. Chúc cô bác, anh chị và các bạn xem kênh vui vẻ ạ.